mua đồng nào không? Biết rồi, cái phần người ta tốt tư vậy nên là. Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hội Làm Sạp Bình Dẫn. Thì bữa nay là ngày 28 tháng 9 năm 2023. Thì sáng nay mình cũng tranh thủ cập nhật giá xài Đài Loan thu mua tại vườn cho các bạn nắm nha. Thì 2-3 ngày nay thì mình không có cập nhật giá nha các bạn. Thì do là mấy ngày nay mình đi công chuyện các bạn ngoài tỉnh mà ngày nào cũng gặp mưa hết trơn á, rồi cũng không có cập nhật giá cho bạn nắm được. Chứ mấy ngày trước thì em mình nó kêu ngưng 1-2 bữa đi đó. Thì bữa nay mình quay trở lại cập nhật giá xài Đài Loan thu mua tại vườn nha. Thì giá xài vàng hôm nay là nó giảm 1.000 so với mấy ngày trước. Thì là vàng nhất là 31.000, vàng nhì là 13.000, xài xanh xanh nhất 17.000 và xanh nhì là 8.000. Thì giá xài xanh nó nhóng lên. Thì đó là giá xài Đài Loan thu mua tại vườn. Anh em nhà vườn nào mà cần bán thì cứ alo trực tiếp số điện thoại của em mình. Mình ghim trên số điện thoại của mình các bạn. Số mình hoặc là số em mình ghim trên góc trái màn hình. Thì hôm qua cũng có chiều hôm qua thì cũng có bẻ chiếc bán cái vườn sờ tơ cho anh đó các bạn. Thì cũng không bao nhiêu ký nha, tầm 200 ký đó là đợt đầu. Còn đợt sau thì lượt với vườn này các bạn, nào vườn này bẻ thì sẽ bẻ vườn sờ tơ luôn. Thì anh em nhà vườn nào mà cần bán thì cứ alo trực tiếp số điện thoại của em mình hoặc là số mình ghim trên góc trái màn hình nha. Đây. Còn những anh em nào cần mà mua túi bao xoài bên mình, túi bao trắng cũng như là túi bao vàng thì cứ alo trực tiếp số điện thoại của mình nha các bạn. Đây, xài vàng rất là đẹp nha. Thì túi này nó rẻ hơn túi bao nhập khẩu rất là nhiều nha. Bạn sử dụng hai mùa trên vẫn bình thường. Đây. Thì video mình sáng nay mình cũng cập nhật giá xài Đài Loan thu mua tại vườn sớm để cho anh em nắm nha. Thì video mình cũng xin phép kết thúc tại đây nha các bạn. Thôi xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.